6 giờ quá thì làm cho 5 giờ hơn rồi lợi nhuận cho thế thì nước sôi rồi, nước sôi sôi lại. Mọi thủ tục thì cũng đã xong rồi, bây giờ là bắt đầu là máy xúc đã vào nha con nha, bắt đầu đào móng căn nhà này đây. Tổng trụ của cái căn nhà này, tổng cột là cũng có 20 cây cột và chú ấy đẩy ra 2 cây cột ở đằng kia nữa để làm cái dàn nước. Đúng giờ đẹp rồi, chủ nhà đặt móng nhá. Đấy. Móng cho căn nhà sau này là đẹp nhất vùng, làm ăn phát đạt. Nhất khu vực này luôn. À. Bây giờ 9 rưỡi nhỉ. À. Đấy. Những cái viên gạch đầu tiên đã được chủ nhà đặt xuống nền móng. Đấy xây cái quần nhóc gì vậy? Cúi xuống đi. Đấy. Đây đây, dao thì có chọn xây. Đấy xây cho con cỏ này, xây chúng con cỏ này. Mình quay quần lên rồi, cứ nằm lên. Ok. Là chủ đặt những cái viên ở góc và những cái viên hàng ở giữa thôi. Đúng không? Lấy ngày lấy giờ lấy ngày thôi. Vâng, lấy ngày lấy giờ. Ngày đẹp rồi. Hôm nay ngày đẹp đấy, hôm nay không nắng này là đẹp rồi đấy. Còn nó mà nắng ấy, tầm này là không đẹp lắm đâu. Nắng là không ngồi, không lấy được. Đấy nhớ đấy. Vâng, đây nha, toàn bộ công trình công trường đây. Sau này sẽ có một cái căn nhà sàn mọc lên ở tại thành phố Cao Bằng. Đấy, còn thành phố Cao Bằng nó ở đây này. Bên kia này, bên kia là thành phố Cao Bằng kìa. Đấy. Trong này ai đi qua đây thì nhớ vào chỗ nhà Hoàng Sứ Hoa Đào, chuyên buôn bán trồng cấy các loại hoa đào. Bây giờ cũng vào khoảng tầm 11 giờ nha mọi người nhá. Rồi. Anh em bọn tôi đã xong cái công việc rồi. Buổi sáng hôm nay là
máy xúc máy xiếc làm hết công việc, giờ đến bữa ẩm thực trong cái ngày đốc đào móng này. Bằng biết nấu món ăn có ngon không nhỉ? Cơ bản đây, mời mọi người bỏ qua tí nhá, tí nữa ăn thì đúng sẽ đúng cho cảm giác là... có thịt canh lợn này, lòng phèo. Bây giờ thế này nhá, món này lạ nhất, chấm chấp vào bông. Đây món này là món lạ nhất này, tí nữa phải ăn thử. Đây là giờ, tí nữa là ra là con rể của nhà chú xứ làm nhá món này này. Wow, tí nữa kiểm tra nhé, mời mọi người kiểm tra đấy, rể mà làm không ngon là lần sau mình bắt làm lại. Nhờ. Quên chả hỏi tên, chả biết tên gì. Đấy, mấy anh đầu bếp đây. Ông thầy kia vẫn ngồi ở kia thôi. Yeah, hôm nay thầy cúng em mà ngại. Sáng thầy ra rất sớm rồi ấy, thầy ra từ 5 giờ, 5 giờ hơn đấy nhỉ? 5 giờ hơn rồi. Vâng đấy, và đến đấy, bây giờ là... Ninh cái đấy kìa. Trên dùng cốc đến giờ rồi. Khai hỏa thì coi như là... Yeah, đó, đường này, đường này, đường giờ tối là làm móng xong đâu về đây rồi. Hôm nay mời anh em về. Cốc thôi nhá. Lý liệu mừng. Mời nhá, mời nhá. Mời nhá. Tới đây. Mời các bác kia nhá. Mời nhá. Mời thôi nhá. Đấy là cố gắng làm. Vâng, chúc làm cái nhà này là cho chủ nhà đấy. Vâng. Này này, ông thở 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 dây rồi này này. Ê, đóng đi. Anh Chí đâu? Đây, đây, đây. Có rồi. Mời anh em. Vâng. À, mình uống cái này nước rồi, cái này hết. Cháu, cháu, cháu. Mấy tháng nữa mới ngồi thoải mái được nhỉ. Không sao đâu. Không có nhà mới phải làm nhà. Nè, thì canh là người bán đây này, thử nếm xem này. Ăn thì canh phải lấy ra chanh này đó. Các chú ăn được à? Không có lạc. Bên bên kia có. Nhiều quá. Mình xem góc nào nào. Em à chúng ta chung tự nhiên luôn đó. Mời đi. Hai ông ơi, đi. Cái này ráng được mấy đâu. Chưa giòn. Tại vì chưa làm cái món này đi. Cái này làm công phu ấy. Nhưng mà bị chưa giòn thì không bài. Ngon đấy. Bị giòn nữa mới ngon. Bảo làm món món sao kia nó giả bò kia mà thôi. Ăn được mấy làm món giả bò nữa. Được nữa à, phải biết hả? Cái này là ba chỉ xong là ướp à? Ờ, làm mắm mật rồi bảo. Ướp làm mắm mật đúng không? Cuốn bảo rán, rán. Ăn trực tiếp nữa. Anh muốn làm mới à? Cái này giòn ra, bì giòn lắm. Có thêm đúa không? Trên đây à? Dạ. Cái đà này. Ăn như nào chú? Rắc rắc chỗ này xong còn lạc rắc xong rồi. Vất cái tranh kia xuống. Un chưa? À. Un không un này, nhưng mày vừa đi phải với... Đây này, cái tranh kia vắt xuống. À, cái tranh này vất xuống đây à? Đây à? Đâu, đâu, đâu? Được. Cả bán cũng được rồi. Mà thì bán đi. Ăn đi, phải o ly mà tặng đêm. View đi. Kẹp vào. Hôm nay phải có chanh, có tí lạc nữa. Đúng rồi, phải có lạc nữa, mình mới đúng bài bán. Lạc thành phố thì không có bán rồi. Lạc thành phố thì yếu lắm rồi. Có nhiều, đúng rồi. Ôi giời, bây giờ... Ăn cơm em ơi. À đấy. Đây là hàng về. Dạ, đúng giờ vào nó. Con rể, con rể thượng à, con cái thì con hai. Con hai bây giờ mới về đấy. Thì bán hàng à, bán dưa bằng cơ thứ à? Bán người bến xe đó, đi bán hàng ra hàng thôi. Bến xe. Hả? Bán người cùng bến xe. Xe đi hai hàng để bán được không? Hàng là cả mà. Hàng cả. Cả đây được dễ đấy đấy. Áo là đặc công này. Trên cái lợn thành phố ấy. Nhưng mà tí phải lên đây thì mới rõ được. Thì lên mời đây được. Đầu bếp này. Phong khoa phong tục cao à, các bạn phải lên mời hết. Mỗi người một cốc hả? Dạ. Mỗi người một bắn như thế. Mỗi người một cốc nè. Ngon ngọt. Anh em mình uống tí nhỉ? Có tăng tăng. Hết thế này nhá. Ôi nè. Mà còn liên nào đâu rồi? Sức khỏe nhá. Tết diễn rồi đấy. Trên có cái gì đấy? Làm á. Anh đi đây. Làm á đây kia ạ. Rồi, chúc sức khỏe nhá. Hả? Em tên Vĩnh. Thích canh nhà mình. Thích canh đổ. Thích canh nhà mình. Lấy cây à? Cảm ơn. Anh tên là Hoàng và Vũ Trình. Hoàng Trình. Em đồ dối anh được gì thật mơ. Em đồ dối anh. Nè, cái này mà riêng là mua, cái này chén này mà riêng để nè. Mời riêng đây đây này. Đây đây con cái này uống cái này mới tình cảm. Cậu làm đi. Vâng, được rồi. Anh em mình còn uống rượu nhiều. Cái ly cái này à, uống với nhau tình cảm con mới tình cảm mà phải. Uống mà cốc trong à. Để đéo với nhau. Mời. Cậu cũng làm nhà hơn. Có gì gọi nhau không rượu suốt. Lấy hai cây thì gần không. Trong này nè. Tay cái nó. Anh em mình đóng riêng một cái. Đấy.
Lấy cái chén kia rót ra. Cái này là của chung. Mình uống chén riêng chưa? Phải không ạ? Đấy, mời riêng cái này các uống. Cái lòng ngon đấy. Đấy. Mời với lại gọi là phó trưởng bếp đúng không? Trưởng bếp bên kia rồi. Đúng rồi, phó bếp. Bạn ăn đi, cái là ngon rồi nọ. Anh là cháu của quả. Nên mẹ anh đi. Hôm nay đến đây. Đây là có bát tôm nữa hả? Bát tôm bát tôm. Ăn ngon. Đây đi. Ta còn bát tôm kia nữa mà. Mỗi ngày một lợn bỏ ăn tiết canh rồi. Đây này, tiết canh nhiều lắm. Đây về, đây về đi. Đây bà, đây ăn đi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ăn được. Ôi, nếu ông ăn được là 2-3 bát thì canh mà. Mấy năm trước, bây giờ mình... Bóc bóc bóc. Thì không biết được không ấy. Này, ngon thật nè, mà canh ngon thật. Yên Bái cái lợn hay khò nhỉ, cả con nhỉ. Ừ, ở đây hay khò, ở đây hôm nay thấy... Ở đây là không khò đâu. À, hay cạo à. Sạch hả? Sạch hả? Đâu, cho cháu tí lá chanh xem nào. Ăn đúng theo kiểu ở đây xem nó như nào nào. Trên kia là hay khò cả con. Lá xuống nữa này, lá chanh cây quả cho nó bắt xuống. Như chó. Cạo xong. Có chanh chanh nhỉ? Cạo xong mới khò. Thì ăn cả bì cả. Ở đây là lọc hết bì. Không dùng nữa. Bác một cái nhớ ơi, không? Không biết à? Không? Nè, mà chú! Quẩy ấy có khổ lắm. Giao cho mình không? Cái ấy là nó mềm kìa. Đánh bằng phổi à? Có khó ấy nhưng mà... Ở phổi với thịt nữa. Nhưng mà không khổ vàng như... Bác nhỏ ra trong này bắt đầu là mình rang khô vào. Đây bác đi. Lâu làm bữa. Đây bác. Mí chanh nhau. Đây bác. Bên kia một miếng view lên. Cho đẹp. Nằm pịa cái gì được ăn hết rồi. À, làm cả pịa á. Đâu ở trước...